chào các bạn, Phương rất là vui được gặp lại các bạn trong chương trình Kỳ Siêu ngày hôm nay. Mình đang giới thiệu chúng ta về những bông hoa thực dược đang nở đổ thắm để chuẩn bị đón Tết các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, giới thiệu chúng ta đây là những cái cây hoa thực dược màu đỏ rất là đẹp. Vâng, xin mời các bạn theo dõi video. Vâng, thưa bạn, đây là những cây hoa thực dược màu đỏ đang khoe sắc để đón xuân. Vâng, hoa thực dược là một loại hoa mà thường hay nở về mùa xuân và tàn khi mùa hè. Vì vậy mà ngay ở thời điểm này sẽ là thời điểm mà hoa của chúng ta bắt đầu nở rộ các bạn nhé. Vâng, thưa bạn, thường thì hoa thực dược của chúng ta có rất là nhiều màu, như là màu trắng, màu đỏ, màu vàng. Vâng, còn đây là những hoa thực dược màu đỏ bạn nhé. Thường thì hoa thực dược thì chúng ta thấy rằng thời gian nó rất là lâu tàn, có thể chơi trong cái thời gian khá là lâu. Bác xin cho quay mấy cái hoa các bác nhá. Vâng. Vâng, thưa các bạn, đây là những cái cánh hoa đang rất là nhiều những loại hoa khác các bạn nhá, đang nở đầy trong sân để chuẩn bị đón Tết. Vâng, thưa các bạn, thời mùa xuân là mùa của hoa cỏ. Vâng, những mùa xuân đang về gần hơn với lại những con người và những gia đình Việt Nam chúng ta. Vâng, và xin giới thiệu chúng ta về những cái, đây là những cây hoa hồng trắng các bạn nhé. Bác làm cái bánh cây hộ lên nhiều chưa? Mình chắc cũng trồng cỡ phải tháng 7, tháng 8 đó mà cái hoa này. Vâng, thưa bạn, ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều những cái hoa khác đang khoe sắc trong vườn các bạn nhé. Vâng, còn đây là những cái cánh hoa hồng của chúng ta. Rất là thơm các bạn ạ, mùi rất là thơm luôn. Nhà bác hôm nay được vườn hoa ăn Tết đẹp nha. Vâng, thưa bạn, mình đang giới thiệu chúng ta về những cái vườn hoa nở rộ vào sắc xuân
Vâng, thưa bạn, hôm nay đã là ngày 21 tháng Chạp, vẫn chỉ còn 9 ngày nữa thôi là sẽ đến toàn dân sẽ cái kỳ nào sẽ đến với lại chúng ta. Vì vậy mà ngay bây giờ thì mình thấy rằng là con người chúng ta đã bắt đầu đón cái không khí mùa xuân đã gần về với lại tất cả những người dân chúng ta bằng những cái bông hoa, những cây đào, những cây quất. Vâng, đang mình có cảm giác là mùa xuân đang bắt rất là về gần với lại con người chúng ta các bạn nhé. Đây là những bông hoa rất là thơm, rất là đẹp, vâng, đang nở rộ để đưa sắc vào xuân. À, vâng, thưa bạn, thường thì hoa thực dược cũng là một cái loại hoa mà nó không có mùi hương thơm, xong thì cái hương sắc của nó cũng rất là đẹp các bạn nhá, màu sắc rất là đẹp rực rỡ luôn. Vâng, nuôi là nhiều gà ngan không bác? Vâng, đào ta đang đi chợ đi mua nhiều nhỉ. Vâng, các bạn, còn đây là những cái cây hoa hồng màu trắng của chúng ta các bạn nhá, cũng đang nở rất là đẹp luôn. Còn đây là những cái nụ hoa mà sẽ được nở vào rất đúng vào dịp Tết. À, vâng, thưa các bạn, thì siêu ngày hôm nay tôi đang giới thiệu chúng ta về những cái vườn hoa khoe sắc xuân. Vâng, đây là những vườn hoa được trồng gia đình các bạn nhé, nhưng mà rất là nhiều loại hoa, màu sắc rất là đẹp. Còn đây là những cái cây hoa thực dược
kép các bạn nhé, có rất là nhiều màu, chúng ta thấy rằng là có màu vàng và màu đỏ. À, vâng, video ngày hôm nay tôi giới thiệu với chúng ta đã hết, xin chào các bạn.